Bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết kể về cuộc gặp gỡ giữa Lâm Diệc Dương và Ân Quả trong một đêm bão tuyết hiếm gặp 10 năm mới có một lần. Tất cả các phương tiện giao thông ở đây đều ngừng hoạt động. Lúc ấy Ân Quả đứng bên cạnh cửa sổ gọi điện cho Trịnh Nghệ cầu cứu thì Lâm Diệc Dương vô tình đi qua và sững lại. Không biết Ân Quả đã gọi điện bao lâu, còn Diệc Dương vẫn đứng đó nhìn cô từ bên ngoài cửa sổ. Khi quay lại, Ân Quả vừa chợp mắt một lúc thì bị em trai là Mạnh Hiểu Thiên gọi dậy vì Diệc Dương đang đứng bên cạnh nhìn cô và mời một cốc hoa quả. Sau đó lại ngỏ ý ở đây rất khó bắt xe, nếu tìm được khách sạn thì anh sẽ đưa hai chị em cô tới đó. Ân Quả không muốn làm phiền anh đã từ chối, nhưng Diệc Dương lại nói là mình thuận đường. Lúc này Trịnh Nghệ, cô bạn của Ân Quả, đã tìm được cho hai chị em một khách sạn nhưng ở khá xa. Hiểu Thiên giật lấy điện thoại của chị gái cho anh xem vị trí. Sợ Ân Quả nghĩ mình là người xấu, Diệc Dương rút chứng minh thư và tấm thẻ học sinh để cô kiểm tra. Lúc này bạn của anh là Ngô Ngụy và em trai cô chạy tới báo xe đã đến Diệc Dương ga lăng đi thanh toán giúp hai người. Sau khi lên xe, cô mới biết anh không hề cùng đường nhưng vẫn đi đường vòng để đưa mình về thì rất biết ơn. Hiểu Thiên chạy đến xin WeChat của anh, có cơ hội sẽ mời ăn cơm. Diệc Dương sau khi trở về lại phát hiện mình đã quên đem theo chìa khóa gọi Ngô Ngụy cũng không bắt máy, đành đến quán mì quen thuộc ngủ tạm. Còn bên phía hai chị em Ân Quả và Hiểu Thiên đang vô cùng biết ơn anh vì cuối cùng đã được nằm trong chăn ấm đệm êm. Hôm sau Hiểu Thiên nghĩ rằng nên để đích thân chị gái đi cảm ơn sẽ tốt hơn, vừa hay đúng lúc bà chị cần thêm bạn. Sau khi gửi nick WeChat của Diệc Dương, cậu lại nhanh tay giật điện thoại của bà chị kết bạn rồi gửi mặt cười. Hai người bắt đầu cuộc trò chuyện nhưng lúc này Diệc Dương đã ở bến tàu để quay trở về trường nên cô không thể mời cơm. Hiểu Thiên muốn đuổi theo anh đến đó tiện thể du lịch một vòng nhưng Ân Quả không đồng ý vì ai lại đi bám giết người ta để mời cơm như vậy. Thế nhưng Hiểu Thiên đã âm thầm đặt hai vé đến đó năn nỉ chị gái tới đó cùng mình. Trên chuyến xe, cô gửi lại Diệc Dương tiền xe và tiền rượu tối đó nhưng anh không nhận. Lúc này Ngô Ngụy đuổi theo trách móc người ta đã sắp tới anh lại bỏ đi. Mà người hẹn tối nay là con gái giáo viên của Diệc Dương, nói rằng cô anh đã gửi rất nhiều quà tới toàn là những thứ anh thích lúc nhỏ. Cuối cùng anh cũng mềm lòng và đồng ý quay trở về. Khi Hiểu Thiên nhắn tin cho Diệc Dương báo tin hai chị em đã có mặt ở gần trường của anh và mời ăn cơm mới biết anh đã quay về hôn rồi. Cảm thấy áy náy, Diệc Dương đã gọi người đến tiếp đón hai chị em giúp mình. Lần này Ân Quả đến đây là để luyện tập nên Hiểu Thiên thường xuyên bị bỏ lơ. Chiều nay cô quyết định dành thời gian cho em trai vì buổi tối đã có hẹn với Tô Vi rồi. Hiểu Thiên chọn địa điểm là một quán cà phê cạnh quán rượu tối hôm bão tuyết, mà khi đến nơi cô mới biết Diệc Dương đã đặt sẵn chỗ cho hai người. Bên trong anh đã ngồi đợi hai người từ lâu, khi biết cô muốn đi mua giúp bạn cà phê anh lại ngỏ ý sẽ đưa cô tới đó. Sau khi giúp cô chọn đúng loại cà phê, anh có việc gấp nên rời đi trước. Tối đó Ân Quả đến gặp Tô Vi cùng người bạn Tây rồi cả ba đến quán bia của những người từng thi đấu chuyên nghiệp. Ở đây hai người lại vô tình gặp nhau, mà sau này khi nhớ lại cô cảm thấy đây mới là khởi đầu cho sự quen biết với Lâm Diệc Dương. Ở nơi đây mới đúng là anh người đàn ông Trung Hoa lạnh nhạt tài năng xuất chúng. Lúc nào cũng với thái độ không quan tâm chuyện thắng thua để đánh bại đối thủ. Hôm nay Diệc Dương thách đấu với người giỏi nhất trong quán bia này. Anh ta chưa bao giờ thua bất cứ ai và không có đối thủ, thế nhưng sau vài đường cơ bản của Diệc Dương đã thực sự khâm phục tài năng của anh. Mặc dù đã thắng nhưng anh vẫn khiêm tốn nói rằng bản thân chỉ là dân nghiệp dư. Thấy hai người có vẻ quen biết, đám bạn biết ý kéo nhau đi để cả hai nói chuyện. Lúc này cả hai lại ngại ngùng không biết bắt đầu từ đâu thì Tô Vi chạy đến nói rằng mình có việc phải về trước, tạo cơ hội cho hai người. Diệc Dương chớp lấy thời cơ tỏ ý sẽ đưa cô về, chỉ cần cô không thấy phiền là được. Biết cô đã bị quá chạm tàu ngầm mấy lần vì không hiểu tiếng Anh tự đưa cô đi. Vì chân ngắn nên Ân Quả cứ lóc cóc chạy theo, Diệc Dương nhận ra điều đó nên đã đi chậm lại. Cảm thấy không khí gượng gạo, Ân Quả mở lời trước, mới biết hôm nay là lần đầu tiên anh đến quán bia đó để lấy lại mặt mũi giúp một người bạn. Vì lần trước muốn mời một người ăn cơm nhưng lại không có tiền và thời gian nên trận đấu này là để trả công. Ân Quả thầm nghĩ anh đúng là người thích mời người khác ăn cơm mà không biết đó chính là vì mình. Cả hai đã đến tàu điện ngầm, không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Ân Quả muốn chính thức làm quen với anh nên tự giới thiệu bản thân cũng như lý do mình cùng em trai họ đến đây là để nhập học. Còn cô lúc trước cũng từng du lịch ở đây, lần này đến để báo danh giải 9 Bon Open. Còn Diệc Dương trước đó đã đưa hết giấy tờ tùy thân cho cô xem. Từ ngày tháng năm sinh đến nơi ở, gia đình, trường học đều đã phô ra hết nên giờ cũng không biết nói gì. Cô cảm thấy gượng gạo giống như mình đang đi xem mắt vậy, sau đó rút điện thoại nhờ Hiểu Thiên mua giúp đồ ăn. Đột nhiên lại bị mất sóng mà Diệc Dương vô tình đọc được tin nhắn của cô nên mời đi ăn. Cả đoạn đường cô không hiểu sao lúc anh lại lượn sang trái lúc lại đi bên phải. Còn cho rằng anh bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, sau đó mới biết nơi này đang làm đường anh như vậy là vì sợ cô sẽ bị rơi xuống nó. Khi đến nơi, Ngô Ngụy than vãn mình đã tắm rửa để đi ngủ mà vẫn bị anh lôi đến chỉ vì có cớ để mời cô một bát mì. Biết cô đến đây để tham gia giải 9 Bon Open, Ngô Ngụy thấy thật trùng hợp vì cậu ấy cũng vậy. Sau đó lại giới thiệu cho cô căn nhà mình đang thuê, vừa vặn có hai khách chuyển đi vẫn đang để chống, cô và em trai có thể dọn đến nó.
cả hai kết bạn WeChat với nhau để thuận tiện trao đổi. Ngô Ngụy quay về phòng trọ trước để Diệc Dương đưa cô về. Thấy hai người Tây đang ôm hôn nhau trước cửa, cô gượng gạo nói lảng sang chuyện chiếc bánh mì hot dog tiệm bên kia ăn cực dở. Đợi đến khi hai người khi xong xuôi, Diệc Dương chạy đến giúp cô mở cửa lại, không may đụng vào tai cô khiến anh cảm thấy lo lắng. Sau khi đưa cô về, anh đến tiệm bánh mì hot dog mua chiếc bánh rẻ tiền mà cô nói. Còn Ân Quả lúc này lại vô tình đọc được bài đăng của Ngô Ngụy, nói rằng Lâm Diệc Dương đã có người trong lòng thì đột nhiên luống cuống không hiểu tại sao. Trở về, Ngô Ngụy danh mãnh nói rằng mình cố tình đăng như vậy. Lại bất ngờ ngã ngửa khi thấy anh hào phóng đãi mì cho gái, còn bản thân ăn hot dog rẻ tiền. Mà Diệc Dương cũng là vì nghe cô nói nó cực dở nên muốn thử một lần cho biết. Ngô Ngụy cứ nghĩ mãi không hiểu tại sao Diệc Dương lại muốn ăn mì, mới nhận ra hôm nay chính là sinh nhật của anh. Thế nhưng từ bé anh đã chẳng thích bày vẽ gì cả mà chỉ muốn ăn mì vào ngày sinh nhật. Bên kia Hiểu Thiên nhắc tới dòng trạng thái Ngô Ngụy đăng rồi lại xóa, nói rằng Diệc Dương đã có người trong lòng. Sau đó lại xăm soi nhìn Ân Quả chằm chằm, muốn cô nhân cơ hội làm thân với Diệc Dương vì anh là người tốt. Ngô Ngụy nhận được câu trả lời từ phía Ân Quả, cô muốn đến đó thuê nhà cùng nhưng bên phía chủ nhà đang phân vân. Vì trước nay họ đều cho sinh viên thuê, còn hai chị em họ không đạt yêu cầu. Thấy vậy, Diệc Dương chạy ra ngoài trực tiếp gọi điện đàm phán với chủ nhà. Sáng hôm sau vừa mở mắt, Giang Dương đã dẫn đám học trò cũ tới nhưng Diệc Dương vẫn tỏ thái độ lạnh lùng vì bản thân đã rời câu lạc bộ. Bên kia Ân Quả đang ngóng ngóng tin nhắn từ anh nhưng ngay cả một status trạng thái cũng không có. Còn Diệc Dương lúc này cũng ngồi trầm tư không biết nên nói gì với cô thì Giang Dương lại tìm đến muốn solo với anh một trận bia. Ở phòng trọ, Ngô Ngụy đang tán chuyện với mấy người học sinh về chuyện năm xưa. Khi ấy Diệc Dương và Giang Dương cùng nhận thầy một năm trước, sau cách nhau một tuần nhưng hai người họ lại cách nhau 6 tuổi. Thầy Hạ chỉ có 6 học trò, trong đó hai người họ là những người cuối cùng. Mặc dù không còn cả cha lẫn mẹ nhưng năm 13 tuổi Diệc Dương đã đạt giải quán quân toàn quốc. Giang Dương nhắc đến status của Ngô Ngụy khiến Diệc Dương sững lại vài giây. Anh nói đó chỉ là một cô gái mới quen nên chắc gì người ta đã thích mình. Diệc Dương trở về nhìn căn phòng mà Ân Quả sắp chuyển đến thì đem hết những thứ cần thiết ở chỗ Ngô Ngụy chuyển đến đó cho cô. Mặc dù không can tâm nhưng Ngô Ngụy chỉ đành để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cảm thấy con người anh tốt nhất không nên có bạn gái, nếu không chắc sẽ đem cả gia sản cho người ta mất. Diệc Dương đột nhiên hỏi về tính cách con người mình trước nay ra sao. Ngô Ngụy cảm thấy nếu là con gái chắc chắn sẽ đổ gục trước anh vì đã có rất nhiều cô gái từng yêu thầm Diệc Dương có ngốc mới không biết. Chuyển cảnh, hai chị em đã chuyển đến nhà trọ mới. Hiểu Thiên thắc mắc tại sao phòng của Ân Quả cái gì cũng có còn phòng mình lại không có gì. Sau khi dọn đồ xong xuôi, Ngô Ngụy dẫn cô đến phòng bia gần đó. Khi biết đây là bạn của Diệc Dương, ai nấy đều rất cởi mở chào đón khiến cô cảm thấy anh như có mặt ở khắp mọi nơi vậy. Ngô Ngụy cho biết Diệc Dương chính là người cuồng công việc, chỉ cần không phạm pháp thứ gì cũng có thể làm. Thế nhưng dù vất vả đến mấy cũng không bao giờ bỏ bia. Đứng ở nơi đây, cô cảm thấy bản thân như đang bắt đầu đi vào thế giới của anh vậy. Trong lúc đang luyện tập thì Diệc Dương tìm đến. Ân Quả ngỏ lời muốn cùng anh chơi vài trận. Thấy anh cứ ghìm mình xuống, cô bật cười bảo anh cứ chơi hết mình, cô đâu phải người không chịu được thua. Trở về, cả hai lại tranh nhau trả tiền, ông chủ thấy vậy bao luôn cả hai vì dù sao anh cũng là thầy dạy bia cho con trai ông ấy. Hai người quay về thì Ngô Ngụy và Hiểu Thiên đã đưa nhau đi xem opera, đành tự tay vào bếp. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, Ân Quả cảm thấy gượng gạo lại lảng sang chuyện khác. Sau khi làm vài chén rượu, Ân Quả đã ngà ngà say. Nhớ đến chuyện Ngô Ngụy đăng status hôm trước, cô hỏi anh có phải muốn theo đuổi ai rồi. Sau đó lại an ủi anh đừng buồn vì với tính cách của anh nếu thích ai chắc chắn sẽ được báo đáp. Lúc này điện thoại của cô có cuộc gọi đến, là bà ngoại và anh họ Mạnh Hiểu Đông gọi đến. Khi bà muốn nói chuyện với bạn cùng nhà trọ của cô để cảm ơn thì quay ra đã không thấy Diệc Dương đâu. Còn bên kia Mạnh Hiểu Đông khi biết cô ở cùng nhà với Lâm Diệc Dương là kẻ địch hồi nhỏ của mình thì sững lại. Tối đó Ân Quả trằn trọc không ngủ được, mở cửa lại thấy Diệc Dương vẫn còn thức làm việc. Anh nói với cô về việc ngày mai mình và Ngô Ngụy sẽ đưa Hiểu Thiên đến một nơi, lo lắng cô sẽ phải ở nhà một mình. Ân Quả bật cười vì cô đâu phải trẻ con, hơn nữa chiều mai cô cũng phải đi tập luyện. Ngô Ngụy đưa Hiểu Thiên lang thang bên ngoài đến đêm mới thất thểu mò về. Vừa bước vào phòng lại thấy bộ dạng trằn trọc của Diệc Dương, cho rằng công cuộc tán tỉnh của anh chàng đã thất bại. Mà khi biết Ân Quả chính là em họ của Mạnh Hiểu Đông cũng phải bật dậy cảm thán, lần này anh toi thật rồi. Sáng hôm sau Ân Quả vừa thức dậy, cả ba người đã ngồi đợi sẵn muốn đưa cô đến một nơi. Thấy hai người chăm sóc cho nhau, Ngô Ngụy không muốn làm bóng đèn kéo Hiểu Thiên ra ngoài cùng mình. Diệc Dương mời cô đi ăn kem nhưng khi cả hai đến đó quán đã sập tiệm. Thấy vậy anh lại đưa cô đến một quán khác, mặc dù ở đây đã đến giờ đóng cửa nhưng khi nhìn thấy đó là Diệc Dương, ông chủ lại hồ hởi tự tay vào bếp. Chủ quán vui vẻ nói với cô đây là lần đầu tiên thấy anh dẫn con gái tới đây. Diệc Dương quay trở lại muốn chủ quán lấy cho mình ly rượu thượng hạng lâu năm.
Mặc dù chủ quán ngăn cản vì nó chỉ còn một ít hơn nữa chắc gì cô đã thích, nhưng anh vẫn nhất quyết phải lấy nó. Ngô Ngụy tìm đến biết anh gọi ly rượu đất đỏ đó thì ngán ngẩm, đến mức này mà nói không có ý gì với cô thì cậu ta sẽ theo họ anh. Vừa ra khỏi cửa lại NNGHE Diệc Dương nói mình đã đặt xe đưa cô về thì rớt nước mắt, ngày hôm nay đắt đỏ quá. Diệc Dương đưa Ân Quả đến nơi luyện bia của mình rồi rời đi. Đám người ở đó thấy anh dẫn con gái đến thì không khỏi tò mò. Bên trong thầy giáo gọi đến hỏi thăm tiến độ luyện tập của Ân Quả. Cô hỏi về Ngô Ngụy và Diệc Dương lúc này mới biết anh từng tham gia đấu giải vào nhiều năm trước. Bất kể giải đấu nào anh tham gia đều có thể đạt thành tích quán quân. Lâm Diệc Dương là học trò cuối cùng của thầy Hạ và cũng là một thiên tài nhưng rất ương ngạnh. Năm đó anh đã chọc tức thầy Hạ, sau đó bị ông đuổi cuốn gói ra đi. Từ đó không ai dám nhắc tên anh trước mặt ông ấy. Chuyển cảnh sau khi luyện tập trở về, vừa mở cửa Ân Quả đã thấy một đám người lạ bên trong. Nhận ra đó chính là Giang Dương, kẻ thù không độ trời chung với anh họ Mạnh Hiểu Đông của mình, cô chạy đến chào hỏi rồi trốn trong phòng. Tất cả nghi vấn lúc này đổ dồn về phía Ngô Ngụy khiến cậu ta vội vàng giải thích không phải mình mà là Diệc Dương. Giang Dương tủm tỉm, thằng em này cũng biết chọn người phết, chọn ai không chọn lại chọn đúng em gái kẻ địch. Khi xuống dưới, Diệc Dương hỏi thăm về anh trai cô. Lúc này một ông chú cũng đến giặt đồ ngồi sừng sững ở đó làm bóng đèn giữa hai bọn họ. Cả hai chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nhưng với trình độ ăn nói của anh, rất nhanh câu chuyện đã đến hồi kết, còn Ân Quả phải liên tục gợi chuyện cho đỡ buồn. Đột nhiên anh hỏi cô đã có bạn trai chưa và có nhìn ra mình đang muốn theo đuổi cô, khiến Ân Quả đứng hình tưởng rằng mình nhìn nhầm. Thấy cô như vậy, Diệc Dương mượn cớ sóng ở đây yếu quá phải ra ngoài hít thở. Mà ông chú lúc này thấy anh mở miệng nói mới biết hai người cùng đất nước với mình. Thao thao bất tuyệt cho rằng cái không khí im lặng lúc này là do hai người đang giận dỗi cãi nhau. Khuyên cô nên nhường nhịn nhau một chút, nhất là khi đang ở nước ngoài như thế này, khiến Ân Quả càng thêm bất lực. Bên ngoài, cậu đàn em tên An đem áo khoác xuống cho Diệc Dương. Lo lắng nếu như Mạnh Hiểu Đông biết em họ mình và anh bên nhau liệu có ngăn cản. Diệc Dương nói rằng hai người bây giờ còn chưa thành đôi, nhưng An dựa vào ánh mắt của cô khẳng định có tình cảm. Ân Quả vừa từ phòng giặt quay ra thì đám người đó kéo nhau rời đi, còn gọi cô là chị dâu khiến cô có chút ngại ngùng. Trở về phòng lúc này chỉ có hai người khiến sự gượng gạo lại tăng lên gấp bội. Cô vội vàng mở lời về cuộc hẹn ăn cơm mình mời hôm trước rồi chạy về phòng. Bên ngoài, Diệc Dương bước tới muốn biết thời gian và địa điểm hẹn cô ngày mai lại gặp nhau. Một lát sau, Ân Quả lại mở cửa chạy đi nói rằng mình có hẹn với bạn nhưng thực ra là gọi cho Trịnh Nghệ cầu cứu về chuyện được người khác tỏ tình. Còn phía sau, Diệc Dương không yên tâm nên đã lẽo đẽo theo cô. Quay về phòng thấy anh vẫn còn ngồi bên ngoài, Ân Quả lúng túng đưa cho ít kẹo mình vừa mua khiến cả đêm hôm đó anh không thể chợp mắt mà nhìn chằm chằm cốc kẹo. Bên kia cô cũng chằn chọc nghĩ đến dòng tin nhắn anh gửi đến không tài nào ngủ nổi. Vì hôm qua đã hẹn cô 10 giờ đi ăn nên Diệc Dương thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị, sợ mình sẽ ngủ quên khiến Ngô Ngụy còn tưởng anh có hẹn đi phỏng vấn. Còn Ân Quả ngồi ngoài đợi người trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ mới biết đó là anh ở bên trong. Nhìn con dao cạo dâu, cô lo lắng nếu vội một chút e là sẽ mất miếng thịt. Ân Quả rón rén bước ra thì anh gọi lại cùng ăn sáng. Rất nhanh sau đó cả hai lại đi ăn mì ý tôm hùm ở bên ngoài như đã hẹn từ trước. Ân Quả nói về chuyện một người thầy của mình biết anh và cô muốn biết tại sao anh lại giải nghệ. Diệc Dương nói dối rằng vì đột nhiên bản thân muốn đi học, còn cô thấy như vậy cũng tốt. Vừa ra ngoài, một cặp đôi khác nhờ anh chụp ảnh giúp, sau đó mở lời muốn chụp ảnh cho hai người. Vì có việc nên anh định rời đi trước nhưng vẫn không yên tâm mà chạy lên cùng vì sợ cô sẽ nhầm bến. Ân Quả nói rằng xe này có biển báo nên cô có thể nhìn được anh mới yên tâm rời đi. Chuyển cảnh, Ân Quả gặp chủ nhà nói rằng mình sắp phải chuyển đi vì đã cận ngày thi đấu. Sau này cô cũng không quay lại đây nữa vì thi xong sẽ về nước luôn. Vừa bước vào bên trong lại thấy ông anh họ Mạnh Hiểu Đông tìm đến. Thế nhưng lần này không phải tìm cô mà là muốn gặp Lâm Diệc Dương. Nhìn thái độ của ông anh, hai người lo rằng lát nữa sẽ có án mạng. Ân Quả ra hiệu cho thằng em lát nữa mà đánh nhau phải lao vào giữ ông anh trước. Nhưng đến khi Diệc Dương quay về, thằng em lại lấy cớ chạy vào phòng trước khiến cô không biết phải làm sao. Khi cả hai bàn bạc xong, vừa thò đầu ra lại bị Mạnh Hiểu Đông bắt đóng lại. Đợi hai người nói chuyện mà Ân Quả và Hiểu Thiên bên trong lòng như lửa đốt. Cuối cùng Hiểu Đông chốt kèo cả hai cùng nhau solo một ván để xem Diệc Dương có tố chất để theo đuổi em gái mình giữa vạn người hay không. Trước khi đi còn không quên dặn anh thay sơ mi rồi hãng đến, nhìn Diệc Dương với phong cách tổng tài bước ra khiến Ân Quả đứng hình. Chuyển cảnh đến quán bia, bọn họ thấy Mạnh Hiểu Đông, một quán quân snooker thế giới, xuất hiện thì kéo nhau đến xem. Sau khi kết thúc trận đấu, Hiểu Đông muốn cô quay về khách sạn cùng mình. Ân Quả lấy lý do hôm nay trời đã tối rồi để lúc khác rồi tiễn anh trai ra ngoài. Đột nhiên thái độ của Mạnh Hiểu Đông lại thay đổi, hỏi cô có muốn hướng đến kết hôn với Diệc Dương. Còn nói con người Diệc Dương ngoài chuyện điều kiện gia đình hơi kém, bố mẹ lại mất sớm thì tính cách cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng vừa quay lưng đi lại gửi tin nhắn đến tưởng rằng cô sẽ tìm một người chín chắn, ai ngờ lại chọn một công tử đẹp mã khiến Ân Quả bật cười.
phía sau Diệp Dương đã đứng đó đợi cô, nhờ vẻ đẹp trai CUA mình anh chỉ cần một chiếc bật lửa đã có thể kéo cô lại gần. Đám người bên ngoài bước vào lại khiến hai người sát lại gần nhau thêm chút nữa. Cô ngại ngùng nói mình muốn đi ăn hot dog, Diệp Dương cũng nhân cơ hội nắm lấy tay cô đánh dấu chủ quyền. Hai người đưa nhau đến một quán ăn, anh vô tình gọi phải món cô không thích khiến Ân Quả nhắm mắt vào nuốt. Có vẻ Diệp Dương cũng nhận ra điều đó nên tỏ vẻ đồ ăn ở đây không hợp với mình, quay về nhà sẽ nấu món ngon cho cô. Vừa quay về, Ngô Ngụy và Hiểu Thiên đã đặt sẵn một bàn đồ ăn, làm như vô tình nhưng thực ra là do anh đã nhờ thằng bạn Chí Cốt bày biện giúp. Đúng lúc vào bàn thì huấn luyện viên của cô gọi đến Ngô Ngụy đột nhiên thăm dò từ Hiểu Thiên xem Ân Quả có ai theo đuổi hay không. Mà Hiểu Thiên lại ngờ nghệch khai ra chuyện mình có một anh rể dự bị là Thanh Mai Trúc Mã từ hồi nhỏ với cô. Diệp Dương cho rằng Lý Thanh Nghiêm là tên mà Mạnh Hiểu Đông đào tạo ra không thể đánh thắng mình. Ngô Ngụy nhắc nhở anh Ân Quả chọn người yêu không phải dựa vào kỹ năng chơi bia. Chuyển cảnh tối đó cô lại không ngủ được nhắn tin cho anh. Biết Diệp Dương đang ở bên ngoài cô định đi ra thì vừa mở cửa anh lại chạy vào. Lúc này anh mới chìa ra vết thương ở chân mình lúc bị đám người xô đẩy tối nay. Trong lúc Ân Quả giúp anh băng bó, Diệp Dương tâm sự chuyện của mình. Bố mẹ anh đã mất từ sớm, chỉ còn một cậu em trai kém anh 6 tuổi đã kết hôn. Hồi bố mẹ mất anh đã gửi em trai cho một gia đình không con được bọn họ coi như con ruột. Lúc cậu ấy kết hôn, Diệp Dương gửi cho một khoản tiền nhưng cậu em không nhận mà gửi lại. Vì thế bản thân anh vốn liếng ít cũng không có gánh nặng gì. Ân Quả đột nhiên cảm thấy mình giống như đang đi coi mắt vậy. Diệp Dương định trở về lại nhìn thấy hai hạt cà phê ngày hôm đó mình đưa cô vẫn giữ thì cũng hiểu được tình cảm cô dành cho mình. Nhân lúc đêm tối không có ai, anh tiến sát lại định làm điều mờ ám nhưng cuối cùng lý trí đã thức tỉnh bảo cô về phòng. Ân Quả lại nhận được tin nhắn Mùi Mẫn đến từ Diệp Dương càng thêm trằn trọc mất ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệp Dương đã đợi sẵn ngoài phòng khách. Hai người đang đứng sát bên nhau thì Ngô Ngụy lại đi tới làm bóng đèn. Ngô Ngụy nói về Lâm Lâm, người luôn theo đuổi anh trai cô Mạnh Hiểu Đông. Vào năm 16 tuổi đã vì anh trai cô đắc tội với người ta đã bị bọn côn đồ làm cho bị thương. Ân Quả vô cùng ngạc nhiên vì trước giờ còn không biết hai người họ đang quen nhau. Lúc này mặc kệ thằng em vợ là Hiểu Thiên đang ngồi đó, hai người vẫn tiến lại quan tâm nhau. Cậu em cũng không muốn ăn cơm chó lánh đi nhưng lúc này một đoàn bóng đèn lại kéo đến. Ân Quả chuồn về phòng trước, còn Diệp Dương vứt đống đồ lại cho bọn họ tự phục vụ khiến cả đám cho rằng anh vẫn đang gắt ngủ. Lát sau anh lại chạy đến tận cửa phòng giúp cô chuyển đồ khiến cả đám không thốt nên lời tự dặn mình phải chuẩn bị tiền mừng sớm. Sau khi đưa cô đến nơi, Diệp Dương định rời đi lại bị đám người ở đó gọi lại. Theo quy tắc đã vào quán bia Bắc Thành bọn họ đều phải làm một ván. Anh đã không muốn thể hiện nhưng tại chúng mày cứ ép nên Diệp Dương làm một ván cho bọn họ mở mang tầm mắt. Thầy Trần thấy anh và cô rất đẹp đôi liền bảo Ân Quả mau đi tiễn. Diệp Dương kéo Ân Quả đến một góc, lần này không ai có thể làm phiền, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Trở về cô nhắn tin đến hỏi anh đã có bạn gái hoặc kiểu mập mờ bên này chưa. Diệp Dương vội vàng từ tàu ngầm chạy lên mặt đất để có sóng nhắn tin lại cho cô rằng mình hoàn toàn nghiêm túc. Ân Quả vui mừng nói anh nhất định phải đợi, bây giờ cô sẽ đến tiễn anh. Mặc kệ Lý Thanh Nghiêm gọi lại, cô vẫn vội vàng bỏ đi. Cuối cùng đôi bạn trẻ lại gặp lại nhau. Diệp Dương thành thật anh nói chuyện không hay, sợ rằng nói nhiều sẽ phật ý cô nên mới kiệm lời như vậy. Ân Quả thầm nghĩ anh đã từng chủ động tán mình mà đâu đến nỗi như vậy. Mà sở dĩ cô hỏi anh đã có bạn gái bên này chưa vì tình cảm bọn họ tiến triển nhanh quá khiến cô có chút không yên tâm. Diệp Dương thề ngoài việc ngủ và nghĩ đến cô anh không có thời gian làm chuyện khác. Sau khi đến nơi anh còn cẩn thận gọi taxi đưa cô quay về. Ân Quả đã từ chối đi chơi với bạn của mình để đến Hesburger hẹn gặp Diệp Dương. Diệp Dương thấy cô đã đến nơi này thì nói cô hãy ở yên đấy, anh sẽ tới tìm cô. Sau thời gian chờ đợi thì Diệp Dương cũng đến. Thấy sức khỏe của Diệp Dương không tốt, Ân Quả đã sợ hãi lo lắng cho anh. Thấy Ân Quả quan tâm mình như vậy, Diệp Dương đã ôm cô an ủi cô rằng mình không sao. Trên đường di chuyển, Ân Quả nói cho Diệp Dương biết cô phát hiện ra một lợi ích khi yêu xa, đó là có thể yêu được nhiều anh cùng một lúc. Sau khi trở về phòng của Diệp Dương thì nhìn căn phòng của anh không khác gì một cái chuồng lợn đã khiến anh ngại ngùng. Bạn cùng phòng của Diệp Dương khi biết Ân Quả chính là bạn gái của anh thì liên tục hỏi thăm về cô. Tuy đôi chim cu mới nhú ở cùng trong một căn phòng chật hẹp nhưng lại ngại ngùng không nói chuyện mà lại sử dụng điện thoại để nhắn tin. Lúc này Diệp Dương thấy tay anh lạnh buốt không thể nhắn tin nên đã nói chuyện với Ân Quả. Sở dĩ tay anh lạnh như vậy là khi nhìn thấy tin nhắn của cô nên anh đã vội vàng đến. Vì không muốn Ân Quả phải đợi lâu nên anh đã vội đi mà quên áo khoác. Khi Ân Quả muốn đặt khách sạn thì Diệp Dương nói cô hãy ngủ ở lại đây, anh thề anh không làm gì, anh chỉ ôm thôi. Đêm đó Ân Quả nhắn tin cho Trịnh Nghệ biết cô đang ở cùng phòng Diệp Dương và đang chung giường với anh. Thấy được tin này, Trịnh Nghệ đã vô cùng bất ngờ về người bạn của mình. Sáng hôm sau khi chuông báo thức vang lên, Ân Quả tưởng đó là báo thức của Văn Tiêu mà lẩm bẩm. Diệp Dương thấy vậy liền tắt đi nhưng Ân Quả đã tỉnh giấc. Sau đó anh đã tự mình đi bàn chải và chuẩn bị nước cho Ân Quả để cô đánh răng.
Xong xuôi, hai người đã cùng nhau trên chiếc chiến cơ đến phòng bia để luyện tập. Thấy mọi người ở đây đều nghe lời Diệc Dương, Ân Quả mới biết anh là chủ của phòng này. Anh cho biết khi vừa ký kết hợp đồng thuê địa điểm thì đã gặp bão tuyết không làm ăn được gì. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, anh đã quen được Ân Quả. Ân Quả thắc mắc lý do vì sao anh mua lại quán bia này. Anh nói mình đã quá quen với cuộc sống tại đây. Mỗi ngày chỉ cần nghe thấy tiếng cơ chạm vào bóng cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu rồi. Thấy cô ăn không hết bát ngũ cốc, anh liền ăn hết khiến cô cảm thấy khá bối rối. Cả hai đang nói chuyện thì các anh em cơ thủ đi đến chào hỏi chị dâu tương lai. Biết được cô cũng là một cơ thủ chuyên nghiệp thì họ thấy cô rất xứng đôi với Diệc Dương. Anh nắm tay cô đến một phòng luyện tập riêng để hướng dẫn cô về kỹ năng đối phó với cơ thủ bản địa. Ân Quả nói mình hơi rén với tuyển thủ lâu năm tên Lưu Hy Nhiễm. Diệc Dương động viên cô, hứa sau khi tập luyện xong sẽ dẫn cô đi ăn. Hai người nắm tay nhau đi đến một nhà hàng sang trọng để ăn uống. Thấy anh cứ ăn đồ thừa của mình thì cô ngại ngùng hỏi anh. Anh nói chúng ta là người một nhà mà khiến cô bật cười. Anh tâm sự khoản này cô rất giống với em trai mình, cứ để đồ thừa ăn không hết. Diệc Dương kể lại năm ấy em trai mình tuy học mẫu giáo nhưng lúc nào cũng lén lút mang thức ăn dinh dưỡng về cho mình. Sau khi em ấy được người khác nuôi, anh rất buồn và bất lực vì năm ấy chẳng thể nuôi nổi em trai. Anh chuyển chủ đề rồi nói lát nữa mình phải đi họp nên đã đặt một phòng tại khách sạn để cô ngủ lại đó cho ngon. Cô vào trong phòng nhớ lại lời của Tôn Châu kể dạo này khách vào chơi bia rất ít nên mấy tháng nay bọn họ đều làm ăn thua lỗ. Cô nhắn cho Diệc Dương nói mình muốn xe 50-50 tiền phòng vì không muốn tiêu tiền của anh mãi. Anh một mực từ chối nhưng thấy cô nhất quyết đòi chia tiền nên anh flex số tiền mình đang có. Cô cũng khoe lại số tiền mình đang sở hữu và nói nếu anh gặp khó khăn thì phải nhờ cô, không là dỗi đấy. Ân Quả đang ngủ nướng đến chiều thì Diệc Dương đi đến nói sẽ ở cạnh cô 24/24 cho tới khi đưa cô lên tàu về hôn. Anh kéo cô vào ghế sofa rồi nhìn chằm chằm khiến Ân Quả vô cùng hồi hộp. Anh hôn cô rồi trêu mẹ cô đẻ khéo thế không biết, khiến cô bật cười. Anh nói cô xinh như này chắc hẳn trước đây nhiều người theo đuổi cô lắm đúng không? Cô lắc đầu nói anh trai mình có nhiều học trò giỏi nên tuyên bố không cho ai theo đuổi cô, vậy nên rất ít bạn nam dám nói chuyện với cô. Anh nói mình phải cảm ơn anh dâu Mạnh Hiểu Đông rồi, cũng tự hào mình vừa đẹp trai lại còn sáng dạ. Cô đòi anh kể lại quá khứ của mình cho cô nghe. Sau khi biết bố mẹ của anh mất trên đường đi công tác thì cô rất thương và ôm chặt lấy anh. Cô đánh lảng nói mình đang ngủ thì bị anh đánh thức nên anh bế cô lên giường để cho cô ngủ tiếp. Thấy vòng cổ của anh có hình la bàn nhưng lại không có kim khiến cô thắc mắc. Anh nói lúc ấy mình không có phương hướng nên chờ một ngày nào đó có phương hướng thì sẽ nhờ chủ tiệm gắn cây kim vào. Đang nói chuyện bỗng điện thoại của anh reo lên. Ân Quả nghe được anh sắp hoàn thành khóa học tiến sĩ nhưng lại thôi không muốn theo nữa thì cô liền bắt anh suy nghĩ lại. Thấy anh đang định gần gũi mình thì cô ngại ngùng nói mình buồn ngủ rồi. Một lúc sau cô tỉnh dậy thấy anh đang khoe body khiến cô vô cùng bối rối rồi luống cuống tìm điện thoại. Sau khi ăn xong, cô được anh đưa đi du lịch ban đêm thì biết được anh từng là một hướng dẫn viên tài năng. Sau khi đến trạm tiếp theo chào đón khách, anh đi xuống điểm danh mọi người. Thấy thái độ anh rất chuyên nghiệp xong lại được các chị đẹp hài lòng khiến cô có chút ghen nhẹ. Cô nhắn tin đòi add WeChat, anh liền sẵn sàng mở QR ra để cho cô quét. Cô chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này rồi nhìn anh say đắm. Thấy anh tận tình hướng dẫn khách du lịch còn mọi người đều hài lòng với thái độ làm việc của anh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Diệc Dương dẫn cô đến một nơi để ngắm cảnh. Anh đưa sô-cô-la cho cô rồi nói mình đã đặt vé tàu để cô về sớm nghỉ ngơi cho thoải mái. Thấy cô buồn nên anh động viên để sắp tới cô thi giải đấu cho tốt. Ngày hôm sau anh cùng cô đi lên tàu để về hôn. Thấy anh cứ tra mép để căn giờ bắt taxi thì cô bật cười khen anh tinh tế. Cô nói anh có đến xem cô thi đấu không thì anh nói mình sẽ cố gắng về kịp để đến cổ vũ. Sau khi về tới hôn, cô nũng nịu không nỡ rời xa anh. Sau một hồi phát cơm chó thì cô cũng chịu lên xe để trở về nhà. Anh đi bộ tới ga tàu thì chú lái xe vui mừng nói cuối cùng cậu cũng tìm được chu lớp rồi. Anh trở về quán bia ăn tạm đồ ăn nhanh thì Ân Quả nhắn tin đến. Thấy anh nói chuyện online nhạt như nước ốc khác xa với đời thực thì cô đòi gọi điện. Wi-Fi ở quán tậm tịt khiến bọn họ không thể gọi điện được nên đành phải nhắn tin. Cô nói đã có lịch thi đấu rồi và hy vọng anh có thể đến xem mình chiến đấu. Anh đứng hình nhớ lại chuyện năm xưa mình tuyên bố giải nghệ bia. Hồi ấy ngông cuồng nhất quyết không chịu xin lỗi trọng tài nên bị thầy đuổi và đòi cắt đứt quan hệ. Anh nhắn tin cho cô nói sau này nếu mình có sai thì hãy cho anh một cơ hội để sửa đổi. Cô gợi ý cho anh cách dỗ nhanh nhất để sau này anh có thể dỗ dành. Ân Quả đi đến quán bia gần nhà để tập luyện thêm cho chắc tay. Cô gặp Thừa Nghiên ở quán hỏi về cuộc sống hiện tại của Diệc Dương giờ thế nào rồi. Ân Quả nói anh ấy vẫn ổn rồi ra uống nước, nhắn tin kể cho anh. Thấy anh không quan tâm mà chỉ nhắc nhở cô luyện tập một chút rồi về nghỉ ngơi. Cô định nhắn tin hỏi mối quan hệ của hai người trước đây nhưng mà thấy cấn cấn nên thôi. Diệc Dương gọi điện cho Ngô Vi mau đến tìm Ân Quả vì anh lo lắng cô ấy sẽ nghĩ nhiều về Thừa Nghiên. Cậu ta vội vàng đến quán khoe với Thừa Nghiên rằng đây chính là bạn gái của Diệc Dương. Cô ấy cười nhạt chào chị dâu rồi xách đồ đi về.
Ngô Vi tâm sự với Ân Quả rằng tuy Diệc Dương đẹp trai nhiều cô say đắm nhưng cô vẫn nên tự tin và khẳng định vị thế của mình. Ân Quả liền tủm tỉm cười rồi vui vẻ cùng Ngô Vi đi ăn gà. Cậu ta vừa ăn vừa flex chuyện trước kia của Diệc Dương cho cô nghe. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ngô Vi báo cáo cho Diệc Dương để cậu an tâm. Giải BA9 bôn cuối cùng cũng đến, các cơ thủ lần lượt trổ tài thi đấu trong ngày đầu tiên. Diệc Dương không rời mắt sau mỗi lần Ân Quả thực hiện đánh bi. Đến ngày thứ ba, mọi người trong phòng giải lao đều vỗ tay chúc mừng cô. Ân Quả đi đến một góc riêng để nghe nhạc thư giãn nhưng trong cô có chút buồn rầu vì anh yêu không thể đến xem mình thi đấu. Đúng lúc này, Diệc Dương bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bọn họ không ngờ có một ngày anh ấy vứt bỏ cái tôi để đi đến đây xem giải đấu. Anh đi đến chỗ Ân Quả thì cô vô cùng bất ngờ và suýt rớt nước mắt. Cả hai người ôm chầm lấy nhau, còn Thừa Nghiên thấy vậy liền đứng dậy ra chỗ khác. Đã 11 năm trôi qua cậu chưa đi đến cuộc thi và rất háo hức trông chờ Ân Quả trình diễn. Lần này cô đã chạm trán với cơ thủ Sinia từng là quán quân của giải đấu này và xếp thứ 3 thế giới. Sinia may mắn giành được quyền khai cuộc và cô giành chiến thắng 5-0 liên tiếp khiến Ân Quả và mọi người vô cùng sốt ruột. Đến ván thứ 6 cô ta không may đánh trượt và lúc này Ân Quả bắt đầu trình diễn tài năng của mình. Cô nhanh chóng gỡ hòa và nhờ cơ hội này mà cô dọn bàn liên tiếp 8 trận không mắc một lỗi sai nào. Đến thế khó phải dùng gậy nhảy mà cô vẫn dễ dàng thực hiện tốt khiến Sinia vô cùng bất ngờ. Trong khoảnh khắc chốt hạ bi cuối, mọi người đều hồi hộp lo lắng thì cô vẫn tự tin đánh bại được cựu quán quân. Mọi người đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng cô tiến vào chung kết và cô không quên cảm ơn tới huấn luyện viên. Cô vội vàng chạy đến chỗ của Diệc Dương đang ngồi rồi bày tỏ sự hạnh phúc và biết ơn anh. Đến cửa phòng khách sạn, anh hôn cô rồi hỏi lý do vì sao cô lại đánh vào túi cuối. Cô lúng túng nói đó là sở trường của cô, rồi anh vội kéo cô vào trong hôn tới tấp. Thấy cô không vui vì sắp phải rời xa anh để đi lưu diễn ở nhiều nơi khác. Đang tranh thủ thời gian ôm anh thì Lý Thanh Nghiêm gọi điện đến. Anh chúc mừng cô đã bước vào chung kết và bật mí chuyện anh thi xong giải ở Ireland xong sẽ về tỏ tình cô. Đang bối rối thì Diệc Dương ra hiệu đưa anh nghe điện thoại để khè anh ta. Sau khi cúp máy, Diệc Dương lừ cô rồi hôn cô tới tấp, còn anh trai mưa này biết xác suất mình tán đổ Ân Quả là 0%. Tối đến, anh xin phép người yêu về muộn để đi đến tụ tập gặp lại hội anh em Giang Dương năm xưa. Bọn họ uống rượu tới mức say xỉn thì anh hỏi chuyện Thanh Nghiêm. Mạnh Hiểu Đông nói tuy bố mẹ Ân Quả rất thích cậu ta nhưng lại không phải gu của cô ấy. Hiểu Đông khuyên anh nên trở lại trường đua để lấy lại vị thế của mình. Nói rồi anh rủ Tình Địch làm hai ván solo với mình. Tuy uống say nhưng Diệc Dương vẫn nhẹ nhàng dọn bàn hai ván liên tiếp trong sự khâm phục của Thanh Nghiêm. Diệc Dương khuyên anh ta nên đánh theo cách của mình chứ không phải học tập bất cứ ai. Và yêu cầu anh dừng theo đuổi Ân Quả vì cô ấy là vợ tương lai của mình. Anh ra ngoài trao đảo nhớ lại năm xưa mình hiên ngang cãi lại trọng tài vì không làm sai. Anh không chịu nhận sai rồi bị cấm thi nên quyết định giải nghệ năm ấy. Anh gọi điện cho Ngô Vi hỏi mua bánh kem tặng Ân Quả để chúc mừng hôm nay cô giành chiến thắng. Cô ở nhà ngủ được một giấc nhưng vẫn chưa thấy Diệc Dương trở về. Cô lo lắng nhắn tin hỏi Ngô Vi thì anh nói cô mau đến phòng 677. Cô vội vàng đi đến đó thì thấy anh đang lải nhải nói mua bánh kem mang tặng cô. Nghe thấy giọng của Ân Quả, anh liền bừng tỉnh rồi ôm chầm lấy cô. Anh nói trong lòng của cô bây giờ đã có anh chưa, rồi cô đi ra hỏi chuyện cậu bạn. Ân Quả sau khi biết 7749 chuyện lại thêm cả bánh kem đắt tiền trước giờ anh ấy chưa từng mua chỉ vì cô. Tiện đây cô hỏi lý do vì sao anh ấy lại không tham gia thi giải đấu nữa. Ngô Vi kể năm ấy Diệc Dương đang trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng vì ngông cuồng và ngạo mạn nên phong độ bỗng tụt dốc. Một ngày nọ có tin đồn cậu ấy nhận tiền để bán độ nên đã xung đột với trọng tài. Trong lúc tức giận thầy đã đuổi cậu ấy đi vì không chịu nhận lỗi sai về mình. Sau khi nghe xong chuyện, cô chạy đến hôn vào má anh rồi trở về phòng. Bạn cùng phòng nhắc nhở cô mau ngủ sớm để ngày mai chiến đấu hết mình. Ngày hôm sau bước vào trận chung kết, Ân Quả chạm trán với Lưu Hy Nhiễm. Ân Quả có chút hồi hộp, còn chị gái này thì rất mong muốn có được chiến thắng để có thêm thu nhập cho gia đình. Diệc Dương tỉnh rượu thì cũng đến giờ chưa rồi. Anh thấy Ân Quả nằm bên cạnh liền ôm chặt cô rồi chợt nhớ ra hôm nay cô thi chung kết. Sau khi biết cô thua Lưu Hy Nhiễm thì anh an ủi cô thua keo này bày keo khác. Nói rồi anh rủ cô đi đến đảo Helen để ngắm mặt trời mọc và nói mình đã chuẩn bị đủ đồ đạc cho cả hai. Vừa đáp xuống sân bay, cô vội vàng nhắn tin khoe với bạn thân. Đi được một đoạn đường để nghỉ ngơi thì anh tranh thủ âu yếm ngắm nhìn và trò chuyện cùng cô. Cả hai kịp đi đến nơi ngắm mặt trời mọc rồi anh đưa cô đến một nơi đảm bảo cô sẽ thích. Đi đến bãi biển, anh mang một bọc bao tuyết đi đến cho cô nặn người tuyết như đã hứa. Hai người họ cùng nhau nô đùa trên bãi biển rồi đi dạo xung quanh. Đi vào trong thành phố, cả hai dạo chơi và cùng nhau vui đùa như hai đứa trẻ. Khi Ân Quả ngủ dậy, Lâm Diệc Dương đã đưa cô đi ngắm sao. Tại đây anh nhắn tin cho Ân Quả để bày tỏ lòng mình cho cô biết. Ân Quả không muốn về nước vì muốn được ở lại bên cảng anh. Nhưng Diệc Dương nói mình sẽ về vì anh sinh ra là để chiều theo ý cô. Trên xe, Ân Quả muốn được ở bên Lâm Diệc Dương. Cô ước cuộc sống hai người họ có một túp lều nhỏ trên mỏ kim cương, không có ai làm phiền.
Sáng hôm sau hai người họ trở về nhà để chuẩn bị đồ đưa Ân Quả ra sân bay. Vì không lỡ xa nhau nên Lâm Diệc Dương muốn Ân Quả ngồi lại thêm một lúc. Hai người rất muốn nói gì đó nhưng trong lòng rối bời không biết phải nói những gì. Ân Quả chỉ có thể dặn dò Diệc Dương những lời cuối cùng rồi hai người cùng rời đi. Ngô Vi thấy viện liền nói cho Hiểu Thiên biết hai người họ khi nãy thật sự giống cảnh ngày xưa anh rời xa ba mẹ đi du học. Có rất nhiều điều trong lòng muốn nói ra nhưng lại không thể nói thành lời. Đến khi cầm hành lý ngồi trên xe rời đi thì mới cảm thấy nhớ nhung buồn bã khi xa nhà. Xuống đến sảnh Ân Quả cũng không quên chụp ảnh lại phòng giặt trước khi đi. Đến sân bay Ân Quả vẫn không lỡ rời xa Diệc Dương mà ôm lấy anh, cô cảm thấy hối hận khi yêu anh. Ân Quả nói Diệc Dương nên về nước rồi hãy theo đuổi cô không nên để mình phải khóc như vậy. Diệc Dương thấy Ân Quả như vậy thì trêu chọc mà hôn lấy cô. Sau đó Diệc Dương chỉ có thể nhìn từng bước Ân Quả rời đi, nhưng chưa xa được mấy phút Ân Quả đã khóc lóc mà nhắn tin cho Diệc Dương. Trên tàu trở về Diệc Dương cũng buồn bã mà nhớ lại hình ảnh làm quen. Diệc Dương vừa trở về thì Giang Dương cũng rời đi. Giang Dương đưa cho Diệc Dương số điện thoại của thầy nói thầy không khỏe nếu anh rảnh hãy gọi điện hỏi thăm. Diệc Dương nhớ lại cuộc nói chuyện giữa anh và Giang Dương. Sắp tới Giang Dương phải phẫu thuật vết thương cũ trên cánh tay mà sư phụ thì đã nghỉ hưu nên bọn họ muốn tìm một người thích hợp để thay thế. Giang Dương sớm đã bàn bạc chuyện này với thầy và Diệc Dương chính là người phù hợp nhất để đảm nhận vị trí dẫn dắt thành phố Đông Tân. Thấy Diệc Dương buồn bã trong lòng trống rỗng Ngô Vi cũng đã đến an ủi anh. Thấy anh người có hoàn cảnh giống nhau mà Ngô Vi cũng đã từng như vậy nên khuyên Diệc Dương hãy gọi điện cho người thân của mình. Điều này khiến Diệc Dương nhớ đến số điện thoại của thầy. Chuyển cảnh Ân Quả vừa trở về thì Trịnh Nghệ đã vui mừng chào đón cô. Tại đây hai người họ đã gặp Tích Thiên và Lâm Lâm. Sau một hồi nói chuyện biết được Lâm Lâm chính là người yêu của Hiểu Đông với tính cách vô cùng mạnh mẽ. Ngay lập tức Ân Quả đã nhắn tin khoe chuyện này với Hiểu Đông nói rằng Lâm Lâm thật đẹp. Lúc này Tích Nhiên trở về thì không dám bước vào vì từ lâu cô đã rời khỏi đây không còn là người của Đông Tân Thành. Thấy vậy Lâm Lâm vội vàng khuyên nhủ cô Tích Nhiên để cô bước vào trong. Điều Tích Nhiên không ngờ là khi cô vừa xuống xe thì mọi người ở đây đã bước ra chào đón cô. Ở một diễn biến khác Ân Quả và Trịnh Nghệ đang thì thầm mùa xuân về Diệc Dương thì mẹ của Ân Quả bước đến. Thấy Ân Quả căng thẳng Trịnh Nghệ liền hỏi cô, hóa ra trận đấu mà Diệc Dương bỏ thi mà bị cấm thi đấu nửa năm là do xung đột với trọng tài. Mà phó trọng tài hôm đó lại chính là mẹ của Ân Quả nên cô không biết đối diện với chuyện này như thế nào. Chuyển cảnh Ngô Vi thấy Diệc Dương bận rộn thì biết được anh muốn ở lại Hơ Xin thêm một năm. Diệc Dương muốn ở lại nơi này để xây dựng nền móng bia thêm vững chắc. Sau đó Diệc Dương sẽ trở về nước mở cơ sở 2 để đào tạo những cơ thủ trẻ chuyên nghiệp theo một lối chơi bia mới theo tư duy của anh. Ngô Vi khi biết Diệc Dương sẽ quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp thì vui vẻ mà khóc lóc. Sau đó Ân Quả đã gọi điện cho Diệc Dương muốn biết anh sau khi tốt nghiệp sẽ quyết định tương lai ở đâu. Nhưng Diệc Dương lại chưa thể hoàn toàn quyết định được vấn đề này. Mạnh Hiểu Đông khi này vừa mới rời bỏ cuộc thi ở Ma Cao thì gặp Ngô Ngụy. Biết được Diệc Dương sẽ quay trở lại thi đấm ở giải Ma Cao sắp tới khiến Hiểu Đông lập tức quay xe muốn đi đăng ký thi đấu. Ngày thi đấu tại Ma Cao diễn ra vì quá căng thẳng nên Diệc Dương đã gọi điện cho Ân Quả. Thấy Diệc Dương muốn quay trở lại thi đấu Ân Quả vô cùng vui mừng. Anh không biết việc anh quay trở lại thi đấu là đúng hay sai nhưng dù có như thế nào thì Ân Quả vẫn luôn ủng hộ và ở bên cạnh anh. Khi thi đấu Diệc Dương đã dễ dàng đánh bại các đối thủ để lọt vào chung kết còn Hiểu Đông thì ở trên khán đài thì liên tục cổ vũ anh. Vì Diệc Dương là nam chính nên anh đã dễ dàng đánh bại đối thủ cuối cùng để lên ngôi vô địch. Ân Quả biết tin ngay lập tức đã gọi điện thoại cho Diệc Dương nhưng lúc này anh đã trở về chung cư của mình. Ân Quả vui mừng khi anh vừa mới trở lại đã dễ dàng giành chức vô địch. Cô tin rằng đây chính là điều tốt cho sự khởi đầu của Diệc Dương trong những trận thi đấu sau này. Trong giải đấu tiếp theo Diệc Dương cũng đã dễ dàng giành cúp vô địch. Ân Quả lúc này ở cũng câu lạc bộ cũng liên tục theo dõi những trận đấu của anh. Ngày sinh nhật của Ân Quả đã đến Diệc Dương cũng đã về nước muốn hẹn gặp cô. Hiểu Đông thấy vậy thì cũng đồng ý cho Ân Quả đi. Anh nói cô hãy nhắc nhở Diệc Dương chú ý tới sức khỏe vì giờ đây anh thường xuyên tham gia các giải đấu khác nhau. Vừa đến điểm hẹn Diệc Dương đã mở cửa ra chào đón Ân Quả. Ân Quả chê anh là đồ tồi không còn mặn nồng với cô. Lâu rồi không gặp mà anh chỉ ôm cô có một chút rồi buông. Nghe vậy Diệc Dương liền bê xê mê mút môi Ân Quả nhưng cô lại dừng lại. Hiện tại cô vẫn đang bị cảm nên sợ sẽ lây cho Diệc Dương. Sau đó Diệc Dương tặng cho Ân Quả một món quà đó chính là tấm thẻ mà bên trong có tất cả số tiền thưởng ở các giải đấu mà anh đã tham gia. Không chỉ bây giờ mà cả sau này tất cả anh giành được để là của Ân Quả. Sau đó hai người cùng nhau tâm sự sợ rằng cả hai sẽ mất nhau thì bị cuộc điện thoại giao đồ ăn phá vỡ bầu không khí thân mật này. Sau đó Ân Quả chạy đi mua cao dán cho Diệc Dương vì khi được anh ôm Ân Quả đã phát hiện ra vết thương cũ trên tay anh. Khi hai người đang tiếp tục cuộc nói chuyện thân mật thì mẹ của Ân Quả lại phá vỡ bầu không khí gọi điện nhắc nhở cô phải về. Lúc này đôi chim cu không lỡ rời xa nhau thì Hiểu Đông bước tới nói rằng mình đã xin phép mẹ của Ân Quả sẽ đưa hai người đi Bắc Thành sau khi xong việc sẽ đưa cô về.
Sau đó ba người họ cùng nhau đến nhà ăn Bia Bắc Thành để ăn mình rồi đưa Diệc Dương đến sân bay. Hiểu Đông cũng không quên nhắc nhở Diệc Dương giữ lấy em gái của mình cho tốt vì giờ đây có rất nhiều người theo đuổi em gái mình. Khi Ân Quả đi thi đấu luôn có một fan cứng đi theo để cổ vũ cô mà gia cảnh anh ta cũng không hề tầm thường. Cuộc chia tay lần này cũng giống như lần trước chỉ khác là Ân Quả nhìn theo bước chân mà Diệc Dương rời đi. Khi Diệc Dương vừa rời đi ngay lập tức Ân Quả đã buồn bã mà bật khóc. Một năm rưỡi trôi qua Ân Quả bất ngờ gặp lại Lâm Lâm. Lâm Lâm nói cho Ân Quả biết Diệc Dương chính là một cỗ máy kiếm tiền còn hơn cả bốc họ. Mọi giải đấu lớn nhỏ chỉ cần không trùng lịch anh đều tham gia. Anh liên tục giành được giải thưởng và thứ hạng của anh liên tục tăng như diều gặp gió. Khi chờ đợi thì mọi người cũng đã đến. Bọn họ liên tục bàn tán về chuyện Diệc Dương bị cấm thi đấu trước đây và mẹ của Ân Quả không hề thích anh. Sau khi Ân Quả trực tát ao mỏi dài cổ thì Diệc Dương cũng đã bước ra. Không ngoài dự đoán hai người đã vui mừng ôm lấy nhau còn mọi người chỉ có thể ở một bên ăn cơm chó. Đến hầm để xe Diệc Dương không thể trực tiếp đưa Ân Quả về vì Hiểu Đông đã đến đón cô. Diệc Dương muốn Ân Quả nói về anh trước gia đình của cô nhưng hiện tại cô chưa thể nói tạm giữ kín chuyện này với gia đình. Lúc này Hiểu Đông gặp lại Lâm Lâm nhưng cả hai đều ngại ngùng chẳng biết nói gì chỉ có thể tạm biệt nhau rời đi. Trên đường về Hiểu Đông thăm dò Ân Quả xem Lâm Lâm có từng nhắc đến anh khi hai người họ nói chuyện. Nhưng sự thật phũ phàng khi hai người họ nói chuyện Lâm Lâm lại không hề nhắc đến Hiểu Đông. Thấy anh quan tâm Lâm Lâm Ân Quả mới biết hai người đã từng hẹn hò gương vỡ lại lành đến tận 3 lần. Ngay lập tức Ân Quả đã đem chuyện này nói cho Diệc Dương biết nhưng anh đã sớm biết chuyện này. Thấy cô quan tâm anh trai của mình điều này đã khiến cho Diệc Dương cảm thấy ghen tị. Sau đó Giang Dương đưa Diệc Dương đến một địa điểm trước đây là quán lẩu nhiều đồ đạc vẫn chưa chuyển đi nên muốn mở lại quán lẩu ở nơi này. Nhưng trong đầu của Diệc Dương đã ngay lập tức xuất hiện phòng bia ở nơi này. Diệc Dương muốn mời tất cả bạn bè hiện đang thất nghiệp mà trước đây bọn họ cùng nhau ước mơ trở về để xây dựng nơi này. Lúc này Giang Dương mới đưa bọn họ vào phòng thì ra anh đã sớm sửa soạn lại nơi này. Giang Dương muốn tu sửa lại cả tầng 2 nhưng có điều quán lẩu bọn họ rời đi hơi muộn nên chưa thể sửa lại. Sau đó Diệc Dương gặp lại em trai của mình, hai anh em đã cùng nhau đi tảo mộ, chuyển cảnh Ân Quả cùng gia đình đang chuẩn bị đi ăn thì Diệc Dương cũng đến nơi này. Thấy vậy Ân Quả chỉ có thể ngại ngùng giới thiệu với dì của mình rằng anh chính là bạn học cũ của cô. Điều không ngờ là Quá ăn lại sắp xếp bàn ăn của Diệc Dương bên cạnh bàn ăn của gia đình Quả Quả. Thấy vậy Diệc Dương liền cầm chén sang chào hỏi mẹ của Ân Quả nhưng bị bà từ chối. Diệc Dương cảm ơn bà vì trước đây nhờ có bà nên mình mới có thể sớm quay trở lại sự nghiệp. Nhưng cô Ngô nói người anh nên cảm ơn phải là thầy của anh và chú Vương. Thầy của Diệc Dương 70 tuổi nhưng vẫn đến hiệp hội để cầu xin cho sự nghiệp của anh. Mọi người thấy vậy không lỡ nhẫn tâm nên mới giảm nhẹ hình phạt cho anh. Khi Diệc Dương vừa rời đi gia đình Ân Quả lại bàn tán về chuyện thi đấu trước đây của anh. Nhưng khi Diệc Dương quay lại chứng kiến cảnh thân mật giữa Ân Quả và Thanh Nham. Sau đó Ân Quả xuống tìm Diệc Dương nhưng anh lại mải tìm đồ trong cốp xe. Ân Quả nghĩ rằng vì vài lời mẹ nói nên anh bơ cô mà giận dỗi bỏ đi. Thực chất Diệc Dương chỉ muốn tìm giỏ anh đào để tặng cho Ân Quả nhưng cô đã rời đi. Trên đường về nhà thấy Ân Quả buồn bã, bà ngoại và Ngô Đồng đã hỏi cô về Diệc Dương. Ngô Đồng nói cho Ân Quả biết ngày nhỏ Lâm Lâm đã cầm gạch đánh Hiểu Đông phải nhập viện và người mà đi cùng cô ta chính là Diệc Dương. Mẹ của Ân Quả thấy cô bênh vực Diệc Dương liền nói sau vụ lùm xùm lần ấy bà đã không hề thích Diệc Dương. Vì anh đã từng mâu thuẫn với đồng nghiệp của mình nên định kiến trong lòng bà sẽ không bao giờ thay đổi. Những lời bà nói khiến cho Ân Quả chỉ biết câm nín. Ở một diễn biến khác thầy của Diệc Dương đang nhớ đến anh thì Giang Dương nói cho ông biết anh đã về nước. Vợ và con gái của ông nghe vậy cũng muốn đến thăm Diệc Dương nhưng lại bị ông ngăn cản. Ông nói rằng trước khi giải Open diễn ra Diệc Dương sẽ làm một việc gì đó nên mọi người cần phải cho anh chút thời gian. Giang Dương được mọi người nhờ gửi đồ cho Diệc Dương. Về đến nhà nhìn những món mình thích ăn để trên bàn. Diệc Dương nhìn sang anh bạn mà thầm hiểu những món ăn này là người nhà anh gửi nhờ Giang Dương cầm giúp. Đi ra ngoài Diệc Dương rút điện thoại định nhắn tin cho Ân Quả nhưng lại không đủ dũng khí mà lại cất điện thoại đi. Giang Dương nhìn cậu bạn có tâm sự mà đến hỏi han. Đã vậy còn ngủ lại ở đây hôm nay cùng Diệc Dương. Ngồi đó anh chia sẻ với Diệc Dương rằng chuyện yêu đương không tránh khỏi những lúc cãi vã, quan trọng là cách xử lý. Ở bên này Ân Quả cũng trằn trọc mà không ngủ được vì mong ngóng tin nhắn của Diệc Dương. Đúng lúc này cô bạn Trịnh Nghệ gọi đến nói chuyện nhưng nghe giọng bạn mình có vẻ không vui, cô liền nghe nhạc đoán được chương trình ngay. Biết hai người cãi nhau, Trịnh Nghệ cũng an ủi Ân Quả sớm làm lành với Diệc Dương. Ân Quả nói rằng mình định tối nay sẽ đi ăn với Diệc Dương trước khi đi tập huấn. Nhưng chờ mãi cũng không thấy cuộc gọi nào của anh nên mọi thứ cũng chỉ thành dự định. Ở bên phía Diệc Dương anh trằn trọc không ngủ được mà lúc này đã là 5 rưỡi sáng. Giang Dương thấy ông bạn Diệc Dương này khoản dỗ dành vẫn còn kém nên chỉ cho vài chiêu mà dặn Diệc Dương đi áp dụng luôn. Anh liền đi mua đồ ăn sáng mang đến nhà Ân Quả để cùng cô ăn nhưng anh lại đâu biết Ân Quả đã đi lên xe đến nơi tập huấn.
Lúc này xe bên Ân Quả nghỉ dọc đường, cô mới lôi máy ra xem thấy tin nhắn của Diệc Dương liền vội gọi lại. Diệc Dương nghe máy nói rằng mình đang đợi Ân Quả trước nhà cô kèm theo món ăn sáng mà cô yêu thích. Lúc này Ân Quả mới nói rằng mình đang trên đường đi tập huấn, hiện đã đi đến ngoại tỉnh rồi. Nghe vậy Diệc Dương có chút buồn bã mà đành nói sẽ chờ Ân Quả về để hẹn gặp nhau. Nhưng Ân Quả ngồi đó nghĩ ngợi một hồi mà quyết định xuống xe để trở về gặp Diệc Dương trước khi đi tập huấn. Lúc này Diệc Dương đang ở trong phòng, Ân Quả liền bước vào khiến anh ngơ ngác trong mừng rỡ. Cô nói rằng mình sợ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến giải đấu của anh nên đến muốn gặp anh một lúc rồi đi. Nghe vậy Diệc Dương liền đi đến kéo cô vào lòng mà ôm lấy. Cả hai cùng nói chuyện mà qua đó nút thắt trong lòng cũng được hóa giải. Sau đó là màn cháo lưỡi kinh điển để nối lại tình cảm hai người họ. Xong xuôi Diệc Dương đưa Ân Quả đến nơi tập huấn. Đúng lúc này Lâm Lâm cũng đến đó, lại đi xe của Giang Dương khiến Hiểu Đông đang thầm thích cô nhìn thấy mà tò mò. Để giải đáp tò mò này, anh liền hẹn gặp Lâm Lâm để hỏi chuyện cô. Lâm Lâm nghe chuyện biết Hiểu Đông cũng có tình cảm với mình. Vì vậy thấy cô đi xe của Giang Dương nên mới lo lắng như vậy. Lâm Lâm bật cười mà nói trêu Hiểu Đông rằng người như Giang Dương dù sao cũng là sếp của thành phố Đông Tân nên nếu so ra cũng không thua kém gì anh. Sau đó liền rời đi, hẹn sẽ nói chuyện sau với Hiểu Đông. Ra đến ngoài thấy em gái mình cùng Diệc Dương đang tạm biệt nhau để cô vào nơi tập huấn, anh liền đi đến. Vì muốn tâm sự cùng Diệc Dương mà sau khi Ân Quả đi vào anh cũng trèo lên xe Diệc Dương, nói anh lại mình về chỗ Diệc Dương ở. Nhưng đến nơi khi nghe Diệc Dương nói rằng Giang Dương đang ở đây mà Hiểu Đông có chút ngại ngùng định không lên. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định lên để ngồi gặp Giang Dương. Ngồi đó cả ba làm vài chai bia nhấm chút đồ ăn rồi tâm sự. Cũng nhờ ngồi đó Hiểu Đông mới biết rằng Lâm Lâm và Giang Dương không có gì với nhau cả. Giang Dương nói rằng mình và Lâm Lâm không có gì cả, chỉ là hai người bạn quen nhau từ thuở ấu thơ. Nghe vậy Hiểu Đông cũng như nở hoa trong lòng mà nói rằng mình cũng muốn được kết duyên với Lâm Lâm. Chuyển cảnh ngày hôm sau, Giang Dương đến gặp con gái thầy Hạ và đưa hợp đồng căn nhà anh cùng Diệc Dương mua để dành tặng cho thầy. Nhưng cô nhất quyết không nhận mà nói rằng thứ mình cần là tình cảm của họ. Hơn nữa cô cũng muốn Giang Dương khuyên Diệc Dương về thăm cha cô. Vì chuyện năm xưa ông vốn đã không để bụng lâu rồi. Thay vì đưa tặng mình căn nhà, điều cô muốn là nhờ Giang Dương khuyên Diệc Dương về thăm nhà một lần. Vài ngày sau giải bia mở rộng nơi Diệc Dương đăng ký tham gia đã đến ngày tổ chức. Diệc Dương bước đến với một phong thái điềm tĩnh tự tin, Hiểu Đông cũng đến để thi đấu. Gặp nhau hai người đã hứa hẹn sẽ cống hiến một trận đấu thật hay cho khán giả. Ở trong khu tập huấn, Ân Quả cũng theo dõi sát sao hành trình thi đấu của bạn trai mình. Cô vừa ăn vừa xem nhưng xung quanh đó vẫn có người bàn tán về thực lực của Diệc Dương. Anh bạn bàn tán linh tinh này còn nói Diệc Dương trở về nước để thi đấu kiếm tiền khiến Ân Quả nghe mà ba máu sáu cơn. Đúng lúc này huấn luyện viên truyền tin tới chiều nay họ sẽ có cuộc thi đối kháng nam nữ. Nhân cơ hội này muốn dạy cho anh bạn kia một bài học, Ân Quả liền đến xin huấn luyện viên cho mình chọn đối thủ. Cuộc đối kháng của hai người diễn ra cùng lúc Diệc Dương đang thi đấu hưng phấn. Rất nhanh anh đã cho người hâm mộ thấy tài năng của mình sau khi đánh bại Hiểu Đông bằng số điểm tuyệt đối. Điều quan trọng hơn cả là người thầy năm xưa của Diệc Dương cũng đến đây để cổ vũ cho anh. Ở bên này Ân Quả cũng không kém cạnh mà bón cho cậu bạn thi đấu với mình một đống hành để cậu bạn biết thế nào là lễ độ. Diệc Dương sau khi kết thúc trận đấu, anh đến bên thầy mà xúc động sau một thời gian dài mới gặp lại nhau. Sau đó mọi người cùng đến nhà huấn luyện viên cũ của Diệc Dương để đưa thầy về và cùng nhau ăn bữa cơm ôn lại chuyện đã qua. Mọi người vào trong nhìn mọi thứ vẫn như xưa, vừa ngăn nắp gọn gàng lại còn đầy áp tiếng cười khiến ai đó cũng như được trở lại ngày còn là học trò của ông. Ở đó Diệc Dương nhìn vào tủ thành tích mà có chút nuối tiếc. Thầy của anh nói rằng nếu năm xưa không vì sự nghiệp rẽ ngang có lẽ giờ đây thành tích của Diệc Dương đã chất đầy một tủ khác. Mọi người ra ăn cơm, tình cờ Lâm Lâm cùng Giao Dương đang gọi điện cho nhau. Cô vì bận huấn luyện nên không thể tham gia cùng mọi người được. Đúng lúc Ân Quả đi qua liền bị Lâm Lâm tóm lại mà giới thiệu với thầy Hạ. Ân Quả bị túm mà người bên kia lại là thầy Hạ nên có chút bối rối với lần ra mắt phụ huynh bất ngờ này. Lúc này chờ cuộc gọi kết thúc, Diệc Dương mới dõng dạc mà giới thiệu với thầy rằng người ông vừa nói chuyện là bạn gái của mình. Nghe vậy thầy Hạ cũng rất vui mừng cho học trò của mình, lại còn khen rất đẹp đôi. Mọi người sau đó cùng nâng ly mừng hạnh phúc cho Diệc Dương. Biết Ân Quả là con gái của Ngô Thiển cũng từng là người có thành kiến với Diệc Dương nên ngày hôm sau, ông điện cho mẹ của Ân Quả để nói chuyện. Bằng những lời nói thuyết phục cũng như những gì mà Diệc Dương đang thể hiện, Ngô Thiển cũng có cái nhìn thiện cảm hơn về cậu bạn trai của con gái mình. Vòng đấu tiếp theo Diệc Dương lại cho thấy phần trình diễn xuất sắc của mình. Cứ thế anh băng băng tiến vào chung kết của giải đấu với một thành tích rất ấn tượng. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng mà mọi người ai nấy đều đón xem. Ân Quả dù ở nơi tập huấn vẫn rất chăm chú theo dõi trận đấu của bạn trai mình. Còn thầy Hạ cùng con gái cũng đang hồi hộp đón xem trận đấu qua TV. Trong trận đấu đối thủ liên tục dùng phương pháp lấy thủ làm công để làm khó Diệc Dương. Nhưng với bản lĩnh cũng như trình độ của mình, Diệc Dương không chịu khuất phục trước đường bi nào mà giải quyết được hết. Kết quả chức vô địch đã nằm gọn trong tay của anh,
Mọi người ở nhà cùng khán giả yêu mến đều dành những lời khen có cánh cho Diệc Dương. Ân Quả nhìn chiếc cúp vô địch được Diệc Dương chụp gửi cho mình cũng rất vui vì sự trở lại tuyệt vời của anh. Niềm vui lại được kéo dài hơn khi Ân Quả chuẩn bị lên đường thi đấu giải 9B thì Diệc Dương lại đến gặp cô. Anh nói rằng muốn đi cùng cô đến nơi thi đấu để tiện đường chăm sóc, lên máy bay mọi người nghỉ ngơi để đi đến nơi thi đấu. Ở đó Diệc Dương cũng ân cần chăm lo cho bạn gái từ miếng ăn đến giấc ngủ. Anh nói rằng muốn dành cho Ân Quả một tâm trạng tốt nhất để cô thi đấu thành công, đến nơi mọi người có 2 ngày để nghỉ ngơi trước khi đến giải đấu. Vì đã có chỗ ở nên Diệc Dương cùng Ân Quả trở về nơi họ từng ở đó một thời gian. Hiểu Thiên thấy Ân Quả vội chạy ra chào mừng chị trở lại chốn xưa, sau đó cũng tạm biệt luôn mà trở về theo tiếng gọi của Hiểu Đông. Ngồi nghỉ ngơi, Ân Quả xem lại clip phỏng vấn của Diệc Dương về giải đấu vừa qua cũng như những lùm xùm năm xưa của anh. Trong cuộc phỏng vấn, Diệc Dương nói rằng mình không để ý hay thanh minh chuyện quá khứ, dù cho có 100 lần giải thích cũng không thể vừa lòng người nghe. Vì vậy, quyết định quay trở lại cũng là câu trả lời của anh. Con đường bia chưa đi hết, hơn nữa con đường này mới là của chính anh. Những lời này khiến Ân Quả thêm hiểu hơn về con người bạn trai mình cũng như sự trở lại mạnh mẽ của anh. Mà trong cuộc phỏng vấn này, dù không tiết lộ bạn gái là ai nhưng Diệc Dương cũng nói rằng bản thân anh đã có bạn gái làm Ân Quả rất vui. Diệc Dương bước đến cô liền mạnh dạn đưa anh đi nghỉ ngơi cùng mình. Sau đó cả hai đã có một buổi tối tuyệt vời bên nhau. Ngày hôm sau họ cùng nhau dẫn An An đến nơi ngày xưa khi còn ở đây Diệc Dương vẫn luôn tập luyện. Đúng là có người yêu cùng đam mê thích thật mọi người ạ. Vừa được tập luyện cùng nhau vừa cùng nhau vì thành công mà cố gắng. Tập luyện xong, Ân Quả cùng An An ngồi nói chuyện. Với cậu, Diệc Dương như một người thầy thứ hai đã giúp cậu vượt qua khó khăn. An An nói rằng mình thi đấu ngày trẻ không tốt nên không huấn luyện viên nào muốn nhận mình. Nhưng ngày đó Diệc Dương lại đứng ra nói rằng mình sẽ dạy dỗ An An thành cơ thủ xuất sắc. Tưởng chừng đó chỉ là câu nói đùa của cậu bé ngông cuồng, nào ngờ nay mọi thứ đã dần thành hiện thực. Vì vậy An An luôn dành sự cảm kích rất lớn cho Diệc Dương. Xong xuôi cả ba cùng nhau đi ăn. Chủ quán nhìn thấy Ân Quả cũng nhận ra cô gái tài năng năm xưa tập luyện ở đây. Ông chúc cô may mắn còn tặng cả rượu cho họ. Điều này làm An An nhìn thấy mà có cảm giác hai người họ ai cũng quen ở nơi đây vậy. Chuyển cảnh Giang Dương đến câu lạc bộ Bắc Thành của Hiểu Đông khiến mọi người ở đó không hiểu đối thủ lại đến đây làm gì. Vào phòng làm việc, Hiểu Đông đưa cho Giang Dương một tấm thiệp có số liên lạc của bác sĩ phẫu thuật giỏi. Anh hy vọng ông ấy sẽ giúp được Giang Dương và sớm phẫu thuật thành công. Hiểu Đông nói rằng mình không muốn mất đi một đối thủ giỏi đối đầu với mình. Giang Dương ghi nhận tình cảm của Hiểu Đông, sau đó rủ anh cùng nhau bắn một trận bia vì sau lần phẫu thuật tới không biết bao giờ mới có thể đối đầu nhau. Ngày thi đấu tiếp theo cũng đã diễn ra, hôm nay Ân Quả phải đấu với một tuyển thủ người Nga, người đã từng giành được 2 chức vô địch và 3 ngôi vị Á quân trong sự nghiệp của mình. Trận này khiến cho tâm lý của Ân Quả vô cùng áp lực. Đối thủ người Nga của Ân Quả ra tay đầu tiên và đúng như dự đoán, người này vượt qua vô cùng suôn sẻ. Lúc này tâm lý đang đổ dồn lên đầu của Ân Quả nhưng cô vẫn không chút lo sợ mà bước lên đưa từng quả bia vào lỗ trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Kết quả sau mấy lần bắn, Ân Quả đã giành chiến thắng với tỷ số là 9-8 và thành công bước vào vòng tiếp theo. Xong xuôi, Ân Quả gọi điện tới cho Diệc Dương và có đôi chút hơi lo lắng khi lần này phải thi đấu cùng Tô Vi. Cô không muốn đấu với cô ấy một chút nào vì mang danh nghĩa bạn thân. Diệc Dương động viên Ân Quả vì đó chỉ là một trận đấu, còn ra ngoài hai người vẫn là bạn bè. Nhanh chóng ngày đó cũng đã tới. Hôm nay Diệc Dương đích thân tới đây xem Ân Quả thi đấu nhằm động viên tinh thần cô. Ân Quả nhìn thấy Diệc Dương có đôi chút ngạc nhiên, may sao được cô bạn kéo vào. Đột nhiên màn hình lại chiếu lại video cũ nơi mà Ân Quả bắt đầu tình yêu khiến cho cô vô cùng ngại ngùng. Ánh sáng chiếu tới chỗ của Diệc Dương, tại đây anh đã đứng lên nói ra hết tấm lòng của mình dành cho Ân Quả. Làm cô không kiềm chế được cảm xúc khóc sướt mướt, may sao có cô bạn bên cạnh làm lá chắn tinh thần cho. Cuộc thi sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi khi lần lượt Ân Quả và mấy người bạn đều vượt qua được vòng tứ kết. Xong xuôi, em trai của cô gọi đến khen nức nở chuyện hôm nay về màn tỏ tình của Diệc Dương trên sân khấu. Còn đang vui sướng, đồng nghiệp lại vào báo Diệc Dương đang đứng ngoài đợi, làm cho Ân Quả rất phấn khởi. Anh và cô đi tới một quán cũ ngồi lại ăn mừng cho chiến thắng ngày hôm nay. Ân Quả thực sự ngưỡng mộ Diệc Dương về cái cách hôm nay anh xử lý tình huống như vậy. Hai người ra phía bên ngoài, tại đây cũng là nơi hai người gặp lại nhau trong mùa đông cô đơn. Diệc Dương sau đó quay trở về nhà với tâm trạng vui vẻ thì anh Ngũ gọi tới. Không biết là có chuyện gì nhưng sắc mặt của Diệc Dương đã thay đổi. Anh tới phòng của Ân Quả tạm biệt thầm lặng với cô vì mai còn có việc gấp quay trở về. Cũng xin lỗi Ân Quả vì không thể ở lại xem cô thi đấu được, dù rất muốn nhưng công việc của anh quan trọng hơn rất nhiều. Ngày hôm sau cuộc thi tiếp tục được diễn ra và Ân Quả thành công được vào vòng trong tiếp. Cô vui vẻ đi về phòng chờ lại nhận được tin Diệc Dương và An An cùng những người khác đã quay trở về Đông Tân. Ân Quả khá lo lắng liền liên lạc với Diệc Dương và được anh cho biết thầy của mình đã qua đời. Nghe tin này xong cô vô cùng sốc, gọi điện cho anh trai muốn đặt vé máy bay về ngay nhưng hôm nay đã hết vé liền để sang ngày hôm sau.
Diệc Dương trên chuyến bay lúc này đã không còn tâm trạng để ý tới những chuyện khác, mà trong đầu anh lúc này lại hiện lên những kỷ niệm từ bé tới lớn với thầy. Đến tối anh cũng kịp quay trở về Đông Tân thăm người thầy quá cố của mình. Đứng trước di ảnh của người thầy, Diệc Dương không kìm nén được đau thương mà khóc thật lớn. Ngày hôm sau trận chung kết cũng được diễn ra, nhưng tiếc thay cho Ân Quả hôm nay lại không có sự xuất hiện của Diệc Phong. Cô không chùn bước tự tin thi đấu và cuối cùng với sức mạnh của nhân vật chính, Ân Quả đã thành công mang về cho bản thân huy chương bạc cuộc thi năm nay. Ngay sau đó Ân Quả và anh trai cũng đáp chuyến bay về Trung Quốc để kịp giờ tham dự tang lễ của thầy Diệc Dương. Hai người tới đó được bạn của anh báo tin Diệc Dương sắp tới. Khi Ân Quả quay sang cũng là lúc anh đi tới đây. Có vẻ như Diệc Dương rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Ân Quả ở đây, nhưng anh vẫn cố ý lảng tránh để không gây hiểu nhầm cho mọi người. Lễ tang được diễn ra xong xuôi, lúc này Ân Quả bước lên xe cùng với Diệc Dương và muốn đi cùng anh về Đông Tân. Hai người tới câu lạc bộ bia cũ, Diệc Dương dẫn cô tới căn phòng cũ nơi anh từng sinh sống để tâm sự. Anh vốn mấy ngày nay đã thấm mệt cho nên đã ngả vào lòng của Ân Quả để cắt đôi nỗi sầu. Tối đó nhớ lại chuyện cũ làm cho Diệc Dương tỉnh giấc. Đúng lúc này cậu bạn đi tới nói Giang Dương tìm Ân Quả. Hai người sau đó đi ra ngoài lại gặp chị Hy Nhiễm ở đây. Được chị cho biết hôm nay do có tiết dạy trẻ con nên mới ở lại muộn như thế này. Hai người cũng không có chuyện gì nhiều mà vác mông đi lên xe quay trở về. Ân Quả thắc mắc rằng chị Hy Nhiễm tại sao không có câu lạc bộ. Diệc Dương cho biết trước đây chị ấy là người của thành phố Đông Tân, sau đó thì nghỉ thi đấu. Thời gian trước vì người nhà bị bệnh cần tiền cho nên thi đấu trở lại. Giang Dương cũng vì thế mà để cho chị ấy tập luyện miễn phí ở câu lạc bộ bia, còn để Chi Hy Nhiễm đăng ký vị trí tập kèm. Nhưng chị ấy vẫn không được tính là người của thành phố Đông Tân, như vậy sẽ không cần chia tiền thưởng cho câu lạc bộ bia. Hy Nhiễm cũng là người cuối cùng mà Giang Dương nhận trước khi ngừng quản lý. Cậu ấy cũng đã nhắn nhủ Diệc Dương rất kỹ về vấn đề phải chăm sóc thật tốt cho chị ấy. Ngày hôm sau khi Diệc Dương gặp lại Ân Quả, anh đã muốn cô ký hợp đồng với thành phố Đông Tân nhưng cô đã từ chối. Vì thấy mình chưa xứng đáng để ký hợp đồng với anh, thay vào đó Ân Quả muốn nhường slot này cho chị Hy Nhiễm. Cô thấy chị là một người vô cùng tuyệt vời, hơn thế nữa lần này còn giành được huy chương vàng ở giải vô địch thế giới. Cứ thế Diệc Dương đã mời Hy Nhiễm ngày mai đến ăn tiệc chúc mừng cô khi đạt được huy chương vàng lần này. Sau đó anh dẫn Ân Quả về ký túc xá, còn có ý định hôn gió môi cô một cái nhưng không được. Khi Lâm Diệc Dương và Ân Quả đang đứng tâm sự cùng nhau thì đồng đội Trần An An tới thông báo về buổi họp mặt với các huấn luyện viên, bàn về đại hội thể thao trong nhà châu Á. Nhưng Diệc Dương cõng Ân Quả về phòng trước, còn họp hành từ từ để tính sau. Về phòng, Ân Quả đã cho Diệc Dương một điều ước và cô sẽ giúp anh thực hiện điều đó. Anh ước mọi thứ đến với anh đều thuận lợi và mong bố mẹ Ân Quả sẽ chấp nhận tình cảm của anh. Trước khi vào ra mắt nhà người yêu, Ân Quả dặn dò Diệc Dương rất nhiều vì thấy anh khá căng thẳng. Ở trong nhà, Diệc Dương bất ngờ gặp Mạnh Hiểu Đông cũng ở đây để bàn việc công việc thi đấu và câu lạc bộ Bắc Thành. Được biết bố của Ân Quả cũng từng là một vận động viên cống hiến cho thể thao, giờ đã nghỉ hưu. Tiếp quản lại câu lạc bộ Bắc Thành từ bố của Hiểu Đông, tiếp đó bà ngoại và Ngô Đồng cùng trở về nên cả nhà cùng ngồi lại bên mâm cơm nhỏ hạnh phúc to. Dường như gia đình Ân Quả rất có thiện cảm với Diệc Dương nên bữa ăn diễn ra rất êm đềm và hạnh phúc. Ăn xong bữa cơm mỗi người lại một công một việc, để lại cặp đôi nam chính và nữ chính. Hiểu Đông dặn dò Ngô Đồng chả mấy khi em gái ra mắt bạn trai mặt mũi tươi tỉnh lên một tí, đừng cau có như vậy. Khi cặp đôi của chúng ta đang gọt hoa quả thì mẹ của Ân Quả về. Để flex trước mẹ vợ tương lai thì Diệc Dương đã thể hiện trình gọt trái cây của mình, sau đó đem lên phòng để nói chuyện với bà. Cứ tưởng bà mẹ sẽ làm khó Diệc Dương nhưng không. Bà đã theo dõi trận thi đấu của anh và đồng cảm với anh khi không có gia đình hậu thuẫn mà đi du học một mình. Diệc Dương vô cùng cảm kích khi lần này được sự chấp thuận từ mẹ của Nờ Quả nên đã kính bà một ly trà để tỏ lòng thành kính. Sau đó bà mẹ cho biết về thể lệ thi đấu giải thể thao trong nhà sắp tới của bộ môn bia sẽ diễn ra rất nhiều hình thức, trong đó Nờ Quả được chọn để thi đấu snooker 6 bi đỏ. Còn Diệc Dương sẽ đăng ký thi đấu tất cả các hạng mục nếu anh được đội tuyển lựa chọn. Lần này anh hạ quyết tâm sẽ giành chiến thắng đem vinh quang về cho câu lạc bộ không quản ngại khó khăn. Thấy sự quyết tâm của Diệc Dương, bà mẹ Nờ Quả đã không ngần ngại mà giao chức đội trưởng đội tuyển bia Trung Quốc cho anh. Nhiệm kỳ này anh sẽ gánh vác trọng trách cao cả và mong anh sẽ dẫn dắt các thành viên đạt kết quả cao trong kỳ thi đấu. Hiểu Đông cũng rất vui vì điều anh. Không ngờ sẽ có ngày cả hai lại làm lành và cùng nhau phát triển như vậy. Hiểu Đông cũng đã nhà Thiên Thiên trở về để hỗ trợ Diệc Dương tập luyện. Sau đó cả hai tới gara xe để lấy chiếc xe mà Diệc Dương đã đặc biệt mua cho sự kiện sắp tới. Thấy anh phấn đấu như vậy, cô nàng rất vui nhưng lại muốn anh mua nhà trước để ra ở riêng. Nghe thấy câu này, Diệc Dương vui như mở cờ trong bụng vì dường như Nờ Quả đang gợi ý về việc kết hôn. Đưa Ân Quả về tới nhà, cả hai lưu luyến bằng những cái hôn rồi hẹn nhau sẽ thành hôn sau khi kết thúc thi đấu. Hôm sau, Diệc Dương phân công từng hạng mục thi đấu cho các thành viên của câu lạc bộ bia để mọi người cùng nhau tập luyện. Mỗi người sẽ phụ trách một hạng mục để phát huy hết tài năng trong đại hội thể thao lần này. Sau đó buổi tuyên bố các cơ thủ sẽ tham gia đại hội thể thao được công bố.
Tất cả các tuyển thủ đều được sắp xếp thi đấu các hạng mục một cách hợp lý khiến ai cũng vui mừng và hào hứng cho giải đấu sắp tới. Huấn luyện viên trưởng sau khi công bố xong thì giới thiệu Lâm Diệc Dương lên phát biểu khích lệ tinh thần cho các đồng đội với nghĩa vụ là đội trưởng đội bia quốc gia. Sau đó Ân Quả tới câu lạc bộ ngỏ lời muốn Diệc Dương cho mình xem hồ sơ thi đấu và tập luyện của anh lúc nhỏ. Anh cùng mọi người tìm kiếm mãi mà không thấy số tài liệu mà ông Hạ lưu trữ để ở đâu. May thay Trần An An trước đó từng giúp ông Hạ lưu trữ biết được vị trí tài liệu. Diệc Dương khi xem lại những kỷ niệm thời thơ ấu của mình bên ông Hạ thì có đôi chút xúc động. Hôm sau các tuyển thủ bắt đầu bước vào tập luyện và chia cặp để giúp đỡ lẫn nhau. Diệc Dương thì giúp Ân Quả tập luyện snooker 6B. Cô lo lắng việc giúp mình tập luyện sẽ làm ảnh hưởng đến Diệc Dương vì anh phải thi đấu 4 hạng mục khá là áp lực. Còn ở bàn bên Hiểu Đông đang tập luyện cùng Lâm Lâm vô cùng nghiêm túc khiến cô nàng phải thốt lên anh không khác gì người máy vậy. Tiếp đó là phần thể hiện chút tài năng đóng lỗ của Diệc Dương khiến các đồng đội thán phục và ngưỡng mộ. Kỹ năng này đòi hỏi độ chính xác rất cao nên Ân Quả có chút lo lắng khi bản thân không thể thực hiện được. Tối đó ba người bạn Diệc Dương, Hiểu Đông và Giang Dương lại có dịp tụ tập rồi cùng nhau luyện cơ như những ngày xưa đó. Họ cùng nhau chơi và ôn lại những kỷ niệm đến tận sáng vì đã khá lâu rồi cả ba không có cơ hội hàn huyên. Chuyển cảnh 2 tháng sau đội tuyển bia quốc gia di chuyển tới địa điểm thi đấu. Ở sân bay Ân Quả được các fan săn đón rất nồng nhiệt, trong đó có một anh chàng đã theo đuổi Ân Quả từ rất lâu. Điều này khiến Diệc Dương có đôi chút ghen tuông. Ở khách sạn biết bạn trai mình ghen nên Ân Quả đã đặc biệt sang phòng để hỏi thăm anh. Thật trùng hợp lúc này Diệc Dương lại đang tắm, ngỡ tưởng bên ngoài là thằng bạn Giang Dương nên anh kéo rèm lên, ai dè gặp ngay khuôn mặt đáng yêu của Ân Quả khiến cả hai vô cùng ngượng ngùng. Sau đó cả hai đã cùng ngồi lại tâm sự những điều trong lòng để thấu hiểu nhau hơn. Diệc Dương đề xuất đến chuyện kết hôn nhưng Ân Quả lại thấy đây chưa phải là lúc thích hợp và cô cũng chưa sẵn sàng. Chuyển cảnh tới ngày thi đấu đầu tiên, huấn luyện viên trưởng và Diệc Dương cùng động viên các đồng đội trước khi ra sân thi đấu. Họ toàn là những tuyển thủ giỏi nhất của quốc gia nhưng đây là một cuộc thi quan trọng và khắc nghiệt nên cần tất cả phải thận trọng và cố gắng hết mình. Lượt thi đấu đầu tiên là trận ra mắt của Diệc Dương. Anh liên tục dọn bàn không để đối thủ có cơ hội thể hiện và giành chiến thắng chung cuộc 8-2. Đem về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Trung Quốc. Tiếp đó là trận thi đấu băng 8B nữ đội tuyển Trung Quốc đem về tấm huy chương bạc vào bảng tổng sắp huy chương. Ở ngày thi đấu thứ 5 Trung Quốc tiếp tục đem về 2 tấm huy chương vàng cho hạng mục băng 8B nam. Còn một ngày thi đấu nữa ở hạng mục 9B nam là Trung Quốc sẽ toàn thắng dẫn đầu nhưng Ân Quả lo lắng cho chấn thương ở vai của Diệc Dương sẽ lại tái phát. Ở ngày thi đấu thứ 6 hạng mục snooker đơn nam diễn ra giữa Diệc Dương và Hiểu Đông. Quả nhiên trong lúc thi đấu vai của Diệc Dương đã bị đau nên bỏ lỡ mất một đường bi khá cơ bản. Điều này giành lợi thế cho Hiểu Đông ghi điểm và rất nhanh anh ấy đã dọn bàn. Hiểu Đông giành tấm huy chương vàng quán quân hạng mục snooker đơn nam còn Diệc Dương trở thành á quân của hạng mục này. Tiếp đó là hạng mục snooker 6B đỏ nữ do tuyển thủ Ân Quả thể hiện. Rất nhanh Ân Quả đã dọn bàn và giành chiến thắng về mình. Trong bữa trưa hôm đó thấy Diệc Dương không có mặt khiến Ân Quả khá lo lắng. Cô tới phòng điều trị thì thấy anh và bác sĩ vẫn ở đây. Vết thương cũ không có gì nghiêm trọng, chỉ cần chườm thêm đá là sẽ đỡ. Buổi chiều thi đấu nốt hạng mục 6B đỏ nữ và chiến thắng Trung Quốc tiếp tục thuộc về đội tuyển Trung Quốc với một huy chương vàng và một huy chương bạc do Ân Quả và Lâm Lâm dẫn đầu. Ở ngày thi đấu thứ 7 hạng mục 9B nữ, Ân Quả xuất sắc giành tiếp một tấm huy chương vàng cho đội tuyển Trung Quốc. Tiếp đó là phần thi 9B đối kháng của các vận động viên nam. Trước khi ra sân ba anh chàng đã động viên nhau cố gắng chiến thắng các đối thủ. Vết thương của Diệc Dương và Giang Dương chỉ là khách quan, còn của Hiểu Đông là vết thương tâm lý nên cần anh ấy phải giữ vững tinh thần. Diệc Dương thi đấu với tuyển thủ người Ấn Độ và rất nhanh sau 20 phút anh đã giành chiến thắng. Phần thi đấu của Hiểu Đông và Giang Dương tiếp đó cũng xuất sắc đem về chiến thắng Trung Quốc ở hạng mục đôi nam đối kháng 9B. Tối hôm đó là trận thi đấu snooker nhóm nam cuối cùng, Diệc Dương đấu đầu với tuyển thủ nước Ấn Độ. Hai bên thể hiện rất nhiều đường cơ đẹp mắt và làm khó đối thủ. Diệc Dương liên tục chơi giấu bi để cơ thủ Ấn Độ chật vật tìm đường chạy. Lợi dụng điều đó kiếm điểm về cho đội tuyển Trung Quốc, cơ thủ Ấn Độ cũng không kém cạnh khi dọn bàn và đẩy các bị về lỗ 10 nhằm gây khó dễ chặn đường chốt hạ của Diệc Dương. Với kỹ thuật đỉnh cao, anh đã tính được đường chạy của bi, đóng một đường sắc lẹm dọn bàn bi số 8. Giành chiến thắng thuyết phục trận đấu và giành tấm huy chương vàng snooker nhóm nam cho đội tuyển Trung Quốc. Lá cờ Trung Quốc hiên ngang kéo cao cùng các quốc gia khác trong buổi lễ trao huy chương bộ môn bia. Kết thúc trận thi đấu, ba anh chàng cùng ngồi lại tâm sự và chụp lại bức ảnh lưu niệm cho một dấu mốc của cuộc đời. Sau khi kết thúc thi đấu, đội tuyển Trung Quốc ra về trước sự săn đón cuồng nhiệt của những người hâm mộ. Nhất là Lâm Diệc Dương, anh bỗng trở thành idol và đứng top 1 tìm kiếm trên mạng xã hội chỉ trong một đêm. Sau khi hạ cánh xuống sân bay, các tuyển thủ đã lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi để xả stress. Cả nhóm đến một căn biệt thự bên hồ để cùng nhau vui chơi giày đầm các thứ. Hạnh phúc nhất vẫn là cặp nhân vật chính của chúng ta khi đang liên tục bón cẩu lương cho người xem. Tối đó Trịnh Nghệ cũng tới căn biệt thự bên hồ hội nhóm cùng Ân Quả. Hai cô nàng rất vui khi gặp lại nhau và cùng ngồi tâm sự.
Lúc này Diệc Dương mới bắt đầu thực hiện kế hoạch tỏ tình của mình với Ân Quả. Anh ôm đàn guitar rồi ngân lên vài câu ca thể hiện nỗi lòng của mình với bạn gái. Cả hai xúc động nói ra những lời thật tâm mà bấy lâu nay đã che giấu. Cuối cùng Diệc Dương đưa ra chiếc nhẫn cầu hôn với Ân Quả và không ngần ngại cô đồng ý luôn. Thế là cặp đôi của chúng ta hạnh phúc trước sự chúc mừng của các thành viên trong nhóm. 3 năm sau trôi qua nhanh như chó chạy, ngoài đồng câu lạc bộ bia thành phố Đông Tân ngày càng phát triển trước sự dẫn dắt của Diệc Dương. Sau 3 năm cố gắng, Diệc Dương giao lại câu lạc bộ cho Giang Dương tiếp quản với một điều kiện, đó là Diệc Dương phải làm cha nuôi cho con của Giang Dương vào kỳ nghỉ đông. Và kỳ nghỉ đông lần đó Diệc Dương đã giữ đúng lời hứa tới chăm sóc cho con trai của Giang Dương. Cùng với sự giúp đỡ của những người bạn ở thành phố tuyết rơi đầy lãng mạn này, sau khi gửi thằng nhỏ cho những người bạn chăm sóc, cặp đôi của chúng ta cùng dắt tay nhau tới quán quen nơi mà hai người từng gặp nhau để ôn lại kỷ niệm giữa trời tuyết rơi. Thế là họ hạnh phúc kể từ đó, và cũng là cái kết đẹp của bộ phim. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng ngần ngại cho mình một like và một subscribe để tiếp thêm động lực nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.